À, xin chào vị đã đến chương trình Trực Chuyện TV. Thì giờ tiếp tục thông tin những cái vấn đề liên quan đến cái bản tin mà hồi tuần trước rất là nhiều báo chí ở Việt Nam đã đăng. Đó là cái việc mà một nhóm những cái luật sư người Mỹ gốc Việt đó ở tại Hoa Kỳ đã có một cái nhã ý, có một cái thiện chí là muốn mua tặng cho thành phố Hồ Chí Minh một 50.000 lọ thuốc vaccine Moderna. Thì 50.000 lọ đây là một số không phải là nhỏ, nhiều bạn thì nói là nhỏ nhưng mà thực ra thì chúng ta hiểu được rằng là một cái lọ đó nó chứa khoảng chừng 14 15 các cái liều Moderna trong đó. Cho nên là cũng con số cũng khá là đáng kể. Và khi mà cái bản tin này đưa lên, có báo chí thì cũng nhiều báo cũng ca ngợi và xuất hiện rất là nhiều những cái Facebooker hay là những cái blogger đó, họ cũng đưa ra những cái sự ca ngợi và tuyên dương tán dương những cái người mà có lòng có tâm như thế này, những cái luật sư quá thương dân thương nước như thế này. Và khi mà đọc những cái bản tin như thế này đó thì có nhiều người á, họ đặt vấn đề, trong đó có chúng tôi cũng cảm thấy rằng nó có điều gì đó nó bất hợp lý. Và trước đây thì cách đây 2 ngày chúng tôi có làm một cái clip nói về cái vấn đề đó, bởi vì trong cái điều kiện hiện nay nó rất là khó khăn ở Hoa Kỳ, họ quản lý về cái vaccine đó nó rất là chặt chẽ. Và vaccine này á, ở tại Hoa Kỳ cái FDA họ cũng cấp phép trong cái tình trạng khẩn cấp, tức nghĩa là đây là một cái điều kiện rất là đặc biệt, chưa phải là một cái hàng hóa, chưa phải là một thuốc mà có thể là bán thông dụng được, cho nên là họ quản lý rất là chặt. Người ta thấy là ở Hoa Kỳ ngay cả cái kháng sinh đi nữa, người ta quản lý cũng rất là chặt, không phải dễ dàng mà ai cũng có thể tiếp cận hết. Thì cho nên là nói rằng để mà dễ dàng mua đó, một cái văn phòng luật sư mà có thể mua được thì có lẽ là những cái tổ hợp mà y tế người ta đã mua lâu rồi và những cái công ty lớn người ta cũng có thể mua được rồi, nhưng mà ở phía Việt Nam người ta cũng có đại diện ở bên đây và người ta cũng có rất là nhiều các tài lực chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là ở Hoa Kỳ người ta không có bán ra đâu dễ dàng như vậy, mà nếu không qua các kênh ngoại giao hoặc là qua cái sự quản lý chặt chẽ của chính phủ Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn nói đầu tiên. Nhưng mà trong hôm nay thì chúng ta muốn trao đổi một vấn đề khác, bởi vì trong cái bài báo có nói nhiều về cái nhân vật là một cái luật sư, và luật sư này mang tên là Võ Đức Duy. Thì Võ Đức Duy được cho rằng là một luật sư ở Hoa Kỳ, và không biết rằng cái luật sư ở Hoa Kỳ là luật sư ở đâu thì chúng ta cũng không hiểu được. Và hôm nay thì chúng ta muốn tìm hiểu sơ về một chút thế nào là đây có phải là một cái luật sư ở Hoa Kỳ hay không, và ông ta là đang làm ở đâu. Thì đây là một cái trang khi mà chúng tôi tìm hiểu ở trên mạng xã hội đó, ở trên các cái website thì thấy rằng là có một cái website gọi là sàn luật.com ha, thì trong đó có ghi là Mr. Võ Đức Duy là luật sư hỗ trợ pháp lý của sàn luật. Thì trong đây thì cái bài viết này nó ngắn thôi, trong đây có số điện thoại luôn và có cả cái email là Danny Duy, và nói rằng luật sư Võ Đức Duy là một cái người đồng sáng lập của một cái hãng luật là Santa Lawyer có cái trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà nói bằng cái trụ sở chính tại Hoa Kỳ nhưng mà không có nói rõ là ở Hoa Kỳ mà ở đâu, cái tiểu bang nào, thành phố nào, và đang giữ một cái vị trí trưởng điều hành của Santa Lawyer chi nhánh tại Việt Nam. Ngoài ra thì còn là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Đó, chúng ta thấy rằng cứ nói rằng Hiệp hội của Luật sư Hoa Kỳ rồi Mr. Duy đã hành nghề 20 năm về vấn đề mà ví dụ như công về thương mại hay vấn đề di trú và những cái vấn đề mà phong tục tập quán gì đó đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta thấy rằng không có nói rằng là luật sư hoạt động trong một cái tiểu bang nào của Hoa Kỳ, thì chỉ nói rằng luật sư của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Thì Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ chúng ta đã biết rồi, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đó nó giống như một cái hội luật gia của Việt Nam, mà thậm chí cái thẩm quyền hoạt động của nó ít hơn hội luật gia Việt Nam nữa, tức nghĩa là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đó thì nó mở rộng rất là nhiều, ngay cả các luật sư cũng được tham gia, ngay cả các sinh viên luật đi nữa đang học đi nữa cũng có thể được tham gia, ngay cả những cái người mà trợ giúp pháp lý theo cái kiểu rằng giúp trong các cái văn phòng luật sư đó, kiểu như học cái trung cấp luật đại loại như vậy cũng có thể tham gia. Và cái hiệp hội luật sư thì không có được hành nghề, ai cũng hiểu được rằng ở tại Hoa Kỳ muốn hành nghề phải tham gia các cái đoàn luật sư của các cái tiểu bang, và Hoa Kỳ có 50 các cái tiểu bang như vậy. Chúng ta phải hiểu được rằng thì bây giờ đó khi mà chúng ta tìm hiểu về cái luật sư đó thì có trong đây thì có một cái thông tin nữa, thì cái chi nhánh ở bên Việt Nam thì bên đây có ghi cái tên là Võ Danny Duy ha.
tòa nhà có tên là Lemadin ở 3C Tôn Đức Thắng, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm 22 năm. Thì trong đây có số điện thoại, và chúng ta thấy rằng một cái thông tin kế tiếp nữa khi chúng ta tìm hiểu đó, thì cái Hiệp hội Luật sư của Hoa Kỳ, hay còn gọi là ABA ha, thì ABA thì chúng ta được hiểu rằng đây là một cái tổ chức mà nó có rất là nhiều những cái người tham gia, và những người này không phải là tất cả các luật sư của Hoa Kỳ thì rất là đông, riêng tại cái Cali không cũng đã gần 300.000 người rồi. Nhưng mà trong cái hiệp hội này đó ở tại Hoa Kỳ thì hiện giờ có thể nói rằng cũng chỉ khoảng chừng gần 200.000 các thành viên, trong đó hiện giờ thì chỉ khoảng chừng 15% các luật sư của Hoa Kỳ tham gia thôi. Trước đây hồi năm 1900, lúc mà khi mà nó mở thành lập ra đầu tiên đó, hồi mấy chục năm về trước đó, thì cái hiệp hội luật sư của Hoa Kỳ này đó thì người ta tham gia rất là nhiều, khoảng chừng phân nửa các luật sư họ tham gia. Trong đó thì khi mà tham gia thì người ta phải đóng lệ phí. Cái lệ phí thì chúng ta đóng một số tiền thôi, chỉ là tùy theo cái hạn sử dụng mà chúng ta có thể là đưa ra những cái giá tiền khác nhau, và người ta sẽ cấp cho mình một cái thẻ để mà chứng nhận rằng mình là cái thành viên của hiệp hội đó. Nhưng mà cái hiệp hội này đó chúng ta thấy rằng nó tập hợp những cái người ngay cả sinh viên luật nữa, tức nghĩa là không có phải là những cái người hành nghề, và ai cũng có thể tham gia vào vào nó cả. Và ngay trên cái trang này đó thì người ta cũng có đưa luôn là tổ chức, những cái tổ chức ví dụ như là các cái đoàn luật sư đó ở các cái tiểu bang, và những cái tiểu bang ví dụ như là Cali ha, rồi ngay cả nhiều nơi lắm. Thì đối với Võ Đức Duy thì có những cái thông tin nói rằng là đang làm ở bên Texas, thì đây là Texas. Chúng ta thấy rằng khi mà mình bấm vào á cái đoàn luật sư của Texas thì bên đây có một cái chỗ để chúng ta tìm về cái người đó, ví dụ như cái luật sư tên gì, ví dụ như đây là first name là Duy đi, thì Duy ví dụ như last name là Võ, thì khi mà chúng ta đánh vào như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào mà tìm được hết. Ví dụ ở đây nó cũng nói rõ ha, là không có thể có được một cái kết quả nào. Và cũng có một cái tên nữa là Danny, Danny Võ, thì khi chúng ta đánh vào một cái tên Danny Võ để mà chúng ta tìm thử thì có hay không cái tên của luật sư ở nơi đây, thì rõ ràng là không có cái tên của một cái luật sư như thế này, cái kết quả mình tìm kiếm nó không có ra. Bây giờ thì chúng ta nói rằng để tìm một cái người luật sư đi ở bên Texas, mà chúng ta thấy ví dụ như bây giờ chúng ta tìm cái ông Hoàng Duy Hùng đi. Hoàng Duy Hùng thì cái tên của Hoàng Duy Hùng là O Hoàng, thì chúng ta tìm thử coi ông Hoàng Duy Hùng có hay không, và họ thì họ Hoàng ha. Thì khi mà mình đánh cái tên vào như thế này đó thì mình đi tìm, mình tìm thì rõ ràng ở đây nó ra cái tên đàng hoàng ha, Aloysius ha, Hoàng Duy Hùng rõ ràng, và kể cả có số điện thoại, có email, có cái địa chỉ đàng hoàng là nằm ở số này. Và khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều các thông tin liên quan tới cái vị luật sư đó. Chúng ta thấy rất là rõ, trong đây có ghi rõ là cái người đó coi như là làm ở trong cái văn phòng nào, cái văn phòng luật sư nào ha, coi như office làm law office là coi như là Duy Hùng Hoàng. Rồi ngay cả những cái thông tin về những cái việc học hành hay là vào học ở đâu nữa, cái trường đại học nào, rồi vào vào đoàn năm nào, hay là tất cả các thứ nó đều có hết. Và chúng ta thấy rằng đây là những cái thông tin mà ở Hoa Kỳ đó người ta không có giấu, và người ta coi như đưa lên tất cả. Không có thể nào mà nói rằng á cái việc mà mình có thể là mình nói là một luật sư thì bây giờ không biết là có thiệt hay không. Và không hiểu là ông Võ Đức Duy có phải là nằm ở chỗ cái văn phòng luật khác hay không. Nếu như một văn phòng luật khác á thì chúng ta phải tìm ở đó. Thí dụ như ở bên Cali thì mình sẽ đánh vào ở bang Cali. Nó có rất là nhiều những cái thông tin như vậy. Đó, thí dụ như ở Cali thì chúng ta có thể là đi vào bên bang California để mà chúng ta đi tìm. Đi tìm thì cái cách mà chúng ta tìm hiểu vẫn như vậy thôi. Các bạn ở trong Việt Nam, các bạn ở đâu cũng vậy, có thể là có thể là tìm được hết. Đó, giống như chúng ta là tìm Duy Võ thì chúng ta đánh ra thì thử nó có hay không. Người ta thấy rằng cái việc mà mình tìm đó, nó không có cái kết quả ha. Đó. Thì ở Cali là không có luôn. Đó, bây giờ thì ở Cali thì có nhiều cái luật sư thì chúng ta cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta đánh vào á thì có lẽ là nó sẽ đi vào thôi.
nó có rất là nhiều các cái luật sư. Đây là thí dụ như chúng tôi đánh ra một cái luật sư là Huỳnh Tuấn Kiệt ha. Kiệt Tuấn Huỳnh thì Huỳnh Tuấn Kiệt là một cái người luật sư mà đã từng mà bào chữa cho Minh, không phải bào chữa mà là người giúp gọi là chuyển ngôn, chuyển ngữ cho Minh Béo đó trong cái vụ án đó. Chúng ta thấy là một luật sư thì ông Huỳnh Tuấn Kiệt có trong đây, thấy rõ ràng trong đây có ghi rất là rõ là văn phòng luật sư ở đâu rồi địa chỉ ở nơi nào, kể cả số phone luôn, kể cả cái email, rồi cũng nói về cái tình trạng đã vào đoàn hình năm nào, ví dụ năm 12 tháng 7 năm 1999, rồi cái tình trạng hiện giờ đang hoạt động hay như thế nào, các thứ này kia nọ, người ta cũng đã có những cái số liệu rất là rõ trên đó. Nói chung là ở tại Hoa Kỳ đó, khi mà chúng ta tìm hiểu nó rất là rõ ràng, nó rất là công khai, không có vấn đề gì cả. Kể cả các luật sư mà đang bị đình chỉ hoặc là đang bị treo bằng hay cái gì, người ta cũng ghi trong đó hết, chứ không có vấn đề mà gọi là giấu giếm. Rồi sau khi mà cách đây 2 ngày đó thì chúng tôi có đưa một cái clip nói về cái vấn đề này, thì ngày hôm nay khi mà trở lại chúng tôi đánh vào cái Sam gọi là legal.com, thì hiện giờ thì chúng ta đã không tìm ra thấy được cái địa chỉ này nữa. Những cái xóa, hình như là cái trang web là đang bị xóa rồi hay là đang bị như thế nào rồi đó. Thì đây Samaligo ha, và ngay cả một cái trang khác nữa, kể cả 2 trang đều bị hết, trang này và trang này đều đều bị hết, đều bị xóa hết. Thì chúng ta không hiểu là tại lý do vì sao những cái thông tin như vậy đó, khi mà liên quan đến một cái văn phòng luật sư, thì ông Võ Đức Duy là cái người làm một cái luật sư, thì những cái thông tin chúng ta muốn tìm hiểu, ngay cả những cái người mà hoạt động báo chí ở trong Việt Nam nhiều khi cũng thấy rằng cái vấn đề này cần phải tìm hiểu thêm các cái thông tin. Bởi vì trong cái thời điểm như hiện nay, cái đại dịch nó rất là quan trọng, và cái vaccine nó đối với người Việt Nam đang rất là cần thiết, giống như là chúng ta đang hạn hán mà cần mưa. Và ai cũng hiểu được rằng bây giờ thì để mà thoát ra khỏi cái đại dịch thì chỉ có vaccine, và những người mà có một cái nhà ý mà chỉ điểm hay là cung cấp được cái vaccine, thậm chí là cho tặng được vaccine, là những người đó là thần thánh rồi. Những người đó trong lúc mà đang bệnh hoạn, đang rất là khó khăn như vậy, mà họ có một cái tấm lòng hay là họ có một cái khả năng nào đó mà họ mang được cái vaccine vào cho mình, thì đó là một cái điều rất là đáng mừng, ai cũng mong muốn hết. Thì hôm nay chúng ta không nói rằng ông Võ Đức Duy hay là cái văn phòng này nó là một cái văn phòng có luật sư hay không, nhưng mà thấy rằng đó, thì khi mà những cái thông tin ở trên mạng nói rằng ông Võ Đức Duy là một cái hoạt động, ví dụ như bây giờ chúng ta tìm hai cái tiểu bang thấy không có kết quả rồi, thì không hiểu được rằng là đăng ký ở đâu. Nếu như mà báo chí tiếp tục mà phỏng vấn ông này, hoặc là tiếp tục mà không có muốn làm rõ, hoặc là muốn làm rõ thì nên hỏi ông Võ Đức Duy, thì được cho rằng ông Võ Đức Duy đang có một cái văn phòng đại diện ở bên Việt Nam. Thì như vậy thì cho biết rằng là đang hoạt động ở đâu, và cái với cái số coi như giống như chứng chỉ, nó phải có cái số làm thí dụ như số nào, và ngay cả có tham gia vào các cái vụ án hay là tham gia vào các cái hồ sơ vụ kiện gì đó, thì những cái số hồ sơ nó nằm ở đâu cho biết được, để mà chúng ta có thể là tìm hiểu hơn, rõ hơn. Bởi vì một cái văn phòng luật sư, và dĩ nhiên là ở Hoa Kỳ đó, đối với cái vai trò luật sư thì nó cũng không có phải là gì lớn lao lắm. Ngay cả như bang Cali chỉ có khoảng chừng 40 triệu dân mà đã có hơn 250, có gần 300.000 luật sư, cho nên cái số lượng chúng ta thấy rất là lớn. Cái luật sư cũng không phải là cái gì quá quan trọng, và luật sư thì xét cho cùng cũng chỉ là cái người làm thuê thôi, cái người cũng đi làm mướn cho người khác thôi. Và cái hành nghề ở tại Hoa Kỳ, nếu mà gọi là hành nghề luật đó, thì nó phải là đúng theo các bài bản của nó, không thể nào một cái cá nhân nào mà đứng ra mà xưng rằng nói chuyện luật pháp với bản thân mình, hay là giải thích luật pháp với bản thân mình, thì mình không thể nào mình nói những cái chuyện mà mình truyền bá những cái luật pháp, nếu mình không phải là luật sư, mình không thể chỉ dạy người ta khác được, mình không thể là lấy tiền qua cái việc mà mình đi hướng dẫn luật pháp cho người khác. Nói chung là cái dạng hành nghề chơi, nó không phải như Việt Nam của chúng ta thì có cái việc mà nó rộng rãi hơn, người ta có thể là cho luôn là luật gia, hay là ngay cả những người bào chữa khác gì đó, những cái thân nhân cũng có thể đứng ra với tư cách đại diện cho đương sự, đủ thứ chuyện. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ hoàn toàn không được làm cái gì đó. Khi mà hành nghề luật sư đó, ngay cả những cái luật sư nước khác này nữa, luật sư học ở bên Úc, ở bên Anh, ngay cả bên Canada, bất cứ nước nào, khi mà đến Hoa Kỳ cũng không thể nào là gọi là hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ được, nếu như không có một cái sự thi lại hay là chuyển đổi gì đó. Thì để mà làm được cái điều đó, chúng ta phải hiểu được rằng nó có một cái giới hạn rất là rõ.
Thí dụ như một cái người là một cái luật sư ở bên Việt Nam đi, thí dụ như Hoa Kỳ, hoặc là một người luật sư ở bên Việt Nam mà đang sống ở tại ở bên ví dụ như là bên Đại Hàn đi, sống ở tại Hoa Kỳ, thì cũng có thể làm tư vấn về luật pháp của Việt Nam hay là Đại Hàn tại Hoa Kỳ được, nhưng mà không được giải thích, không được quyền đem ra hành nghề những cái vấn đề về cái luật pháp của Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều nó có một cái giới hạn rất là rõ, không có cái chuyện mà mình không phải là luật sư mà mình xưng luật sư mà mình hành nghề luật sư, thì cái điều đó rất là cấm kỵ ở đại Hoa Kỳ. Thì ở trước đây đó thì báo chí hay ngay cả cái cộng đồng Việt Nam thì trước giờ người ta cũng có theo kiểu hồi xưa đó, cái tập quán của người Việt Nam mình thì thích có khoa bảng, thích có những cái danh xưng như thế này kia, thì người ta cũng thường gắn rất là nhiều nhà báo, nhà văn, rồi luật sư, bác sĩ gì đủ thứ chuyện, có khi người ta cũng cũng kêu lung tung sờ ngầu hết, và trong đó có một số thì thật nhưng mà có một số thì nó không có thật. Và ngay cả mặc dù có học các cái trường luật rồi, mặc dù có bằng cấp rồi, nhưng mà chúng ta cũng không thể họ gọi là luật sư được, bởi vì luật sư là một cái hành nghề, và muốn hành nghề được phải qua một cái kỳ thi, và mỗi tiểu bang họ có những cái tổ chức thi cử rất là riêng, và cái độ khó của từng tiểu bang nó cũng rất là khác nhau nữa, cho nên rằng không thể nói ngang xương như vậy được. Và cái việc á, mà ở bên Việt Nam thì nói rằng bây giờ thì trên trang mạng thì nói rằng cái việc mà một cái luật sư mà có một cái văn phòng đại diện bên Việt Nam mà ghi rõ là một cái luật sư luôn nữa, và ở bên Hoa Kỳ thì như vậy đó. Ở bên Việt Nam nếu như mà một người không phải là luật sư có được cho mở văn phòng đại diện hay không, và nếu như không phải là luật sư thì có được gọi người đó là luật sư hay không, thì đây là những vấn đề mà có lẽ nó nằm trong cái góc độ của nếu như cái văn phòng này nằm ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì đây là cái vai trò quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, và lẽ là cần phải làm rõ và cần phải cung cấp thêm những cái thông tin như thế nào đó. Mà chúng ta thấy rằng sau khi mà có phản hồi về cái bài báo mà nói rằng cái 50.000 các cái lọ được gửi đó, thì trong một cái văn bản của cái cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài đó, thì đã gửi một cái văn bản lên thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cho ông chủ tịch ủy ban thành phố là ông Nguyễn Thành Phong, để mà nhưng mà sau này cũng yêu cầu rằng phải làm rõ thêm một số những thông tin, thí dụ như thuốc men nó nguồn gốc ở đâu, rồi cách tiếp cận ra làm sao, rồi ngay cả cách vận chuyển, cách bảo lưu như thế nào, nói chung là cần phải làm rõ những nguồn gốc để cho người ta hiểu, nhưng mà những cái thông tin nó không biết rằng đó có được cung cấp hay không. Và có người thì đặt vấn đề là qua cái vụ việc này có phải là làm nổi hay không, hay là vấn đề muốn tự đánh bóng tên tuổi của mình hay không, thì mọi thứ chúng ta không có kết luận, chúng ta để cho mỗi người có cái cách đánh giá riêng, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng văn phòng luật sư là cái gì, hay là ngay cả một cái tổ hợp kinh doanh tổ hợp mà gọi là tư vấn là cái gì, ngay cả như một cái công ty luật là cái gì, cũng là công ty, dùng cái từ công ty là chúng ta đã hiểu rồi, và một cái văn phòng là như vậy, mặc dù là người ta thừa lúc nào cũng dương cao có ngọn cờ là phục vụ công lý và phụng phụng sự công lý, nào là phục vụ tha nhân, nào là giúp người nghèo, giúp người cô thế, đủ thứ chuyện, nhưng mà rõ ràng nó là cái gì, là một cái đơn vị kinh doanh, và một cái đơn vị kinh doanh thì sao, nó phải liên quan đến rất là nhiều thứ, và cái việc quảng bá tên tuổi, quảng bá hình ảnh là một trong những cái cách mà rất có thể họ sẽ làm, không thể nói rằng người ta không tận dụng những cái điều đó. Và cái điều mà đáng chú ý nhất là trong cái thời điểm này, đây là cái thời điểm đại dịch, thì có cái gì hơn nữa là cái vaccine, và tại sao bây giờ thì hai cái trang web của cái luật gọi là này đã bị coi như là bị xóa rồi, thì chúng ta thấy rằng Santa Legal, hai cái website không thể đi vào được nữa. Các bạn có thể là đánh vào đi, các bạn sẽ thấy được rằng nó không hiểu, bởi khi mà có những cái thông tin thì những cái thông tin đó tại sao lại lại rút đi trong cái lúc này. Và bây giờ đó thì chúng ta hiểu được rằng đó, thật ra thì đối với vai trò bác sĩ hay vai trò luật sư hay ngay cả tiến sĩ, ngay cả nhà bác học, ngay cả viện sĩ, ngay cả cái gì cũng được, thì có như thế nào thì chúng ta coi như là tận dụng và coi như mình sử dụng như thế, mình dùng từ ngữ cho nó đúng, chứ còn nếu như mà mình không có đó thì nên coi như là đừng có mà coi như là cái kiểu làm cho người ta có những cái sự nhọc nhằn, người ta hiểu lầm. Và nếu như có thẻ luật sư thì mình đưa thẻ luật sư ra thôi,
Và nếu như có chứng chỉ hành nghề thì mình đưa chứng chỉ hành nghề ra. Trong một cái văn phòng luật sư thì có thể tôi cũng là một thành viên của một cái văn phòng, một cái công ty luật, nhưng mà người ta mướn mình vào làm cái gì trong đó, mình có phải với tư cách là luật sư hay không? Mặc dù là ví dụ như một cái văn phòng luật người ta mướn tôi vào đi để làm một cái vai trò gì đó giống như dịch thuật hay là làm về giấy tờ gì đó trong đó, hoặc là giúp việc lau nhà lau cửa gì trong đó, mình cũng có thể nói là mình là một cái thành viên của cái văn phòng luật hay một cái công ty luật, nhưng mà mình không thể ra đường nói là tôi là luật sư Minh Giang được. Đó là cái điều rất là thực tế. Và ngay cả cái vấn đề gì nữa, mình là làm trong ngành luật, mình cần phải có một sự chứng minh. Khi người ta đặt vấn đề tới, mình phải đứng chứng minh. Mà nhất là những cái vụ kiện như thế này rất là quan trọng. Rất là quan trọng bởi vì cái việc mà vaccine, cái việc vaccine này trong cái lúc rất là dầu sôi lửa bỏng. Và hiện giờ có rất là nhiều những cái thông tin đó, nó giả, nó thật, bây giờ nó lộn xà ngầu ở trên mạng xã hội hết. Cho nên rằng mình càng phải đi minh bạch hơn nữa. Và chúng tôi không muốn tin rằng đó, muốn tin rằng đây là cái sự việc thật. Tức là cái tổ hợp luật sư hay là gọi là cái công ty luật Santa gì đó, rồi ngay cả ông Võ Đức Duy thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là luật sư thật. Và hy vọng rằng đó là cái việc làm thật. Để chi? Để chúng ta có một cái tiền lệ, chúng ta có một cái phương pháp để mà người Việt Nam tiếp tục để mà tiếp cận với các cái nguồn vaccine đang trôi nổi tại Hoa Kỳ. Và cái cách thức như thế nào thì rất có thể là chia sẻ nhiều hơn nữa để cho Việt Nam của chúng ta, không chỉ là thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các cái tỉnh thành khác người ta cũng đang muốn mua như vậy. Ngay cả Bộ Y tế của Việt Nam sẵn sàng bỏ ra 25.000 tỷ để mà mua. Cho nên là cái điều này là cái điều có nhiều bạn thì nói rằng đây là vấn đề cũng không có lớn, vấn đề này nhỏ, nó cũng không là cái gì hết. Thì chúng ta thấy là không nhỏ đâu, bởi vì trong cái lúc này là cái lúc mà đại dịch, vaccine là cái cách phải tận dụng tất cả các cái nguồn. Chính phủ Việt Nam đã phải làm rất là nhiều việc rồi. Trong đó nào là qua các cái kênh ngoại giao, và ngay cả xin rồi ngay cả nhượng quyền, ngay cả đủ thứ chuyện hết. Rất là khó khăn, không phải đơn giản được. Nếu như mà nó thật, mà nó dễ dàng đó, thì mình phải chỉ cho người khác để mà người khác làm. Và đây là cái điều cần làm rõ. Và chúng tôi muốn rằng báo chí ở trong Việt Nam tiếp tục là làm sáng tỏ cái vấn đề này để mà trả lời cho công luận biết rằng cái vụ việc nó đi tới đâu, và phía ủy ban thành phố có tiếp nhận hay không, và có làm thêm những cái thủ tục gì để cho cái nhóm gọi là luật sư ở tại Hoa Kỳ này có một cái thiện chí để mà làm được hoàn thành cái vụ đó. Thì hôm nay chúng tôi chỉ tạm dừng tại đây thôi, và sẽ tiếp tục đào xới thêm nữa những cái thông tin liên quan đến vấn đề này khi mà có thêm những cái thông tin. Thì đó là cái điều mà chúng ta bây giờ thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.